kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với Sài Gòn News Dự Phòng. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng bỏng và chấn động nhất từ chính trường Hoa Kỳ và quốc tế với những diễn biến chính sau. Nông dân California gây sốc khi tạo nên chữ trùm lớn nhất thế giới trên cánh đồng, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cựu tổng thống. Thêm một tiết lộ gây sốc của cựu cấp trên của Tim Walz trong vệ binh quốc gia khiến dân Mỹ sụt sôi phẫn nộ. Tình báo Israel cảnh báo, Iran đang âm mưu một cuộc tấn công quy mô lớn, khu vực Trung Đông nguy cơ bùng nổ. Cháy lớn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Nga tố Ukraine tấn công, nguy cơ khủng hoảng hạt nhân cận kề. Và sau đây hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng tin tức đầy kịch tính này. Kính thưa quý vị thân mến, một hình ảnh tuyệt vời của một người nông dân bang kali mới đây đã xác lập kỷ lục vì đã tạo ra một chữ trùm lớn nhất thế giới trên cánh đồng của chính họ. Có lẽ đây chính là cách thể hiện sự yêu mến chân thành và chất phát nhất mà người nông dân này đã thay mặt cho hàng triệu người nông dân tại Hoa Kỳ. Một người nông dân California đã trồng cây có chữ Trump dài một dặm trên cánh đồng ở Central Valley để bày tỏ sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống Trump. Cánh đồng này nằm ở quận Kings, ngay phía nam Cocodan, bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi cảnh quay trên không về biển báo Trump khổng lồ lan truyền trên mạng xã hội. Bất động sản này thuộc sở hữu của Gilkey Farm Inc., Rob Gilkey, một người nông dân thế hệ thứ ba và con trai ông chia sẻ với cây FSN rằng họ đã dành một ngày để lập bản đồ thiết kế trên máy tính và phát thảo các chữ cái trên cánh đồng. Gilkey và con trai ông đã dành nhiều tuần để thiết kế biểu tượng này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cựu tổng thống và ứng cử viên tổng thống hiện tại. Gilkey nói với cây FSN rằng biển báo này dài khoảng một dặm, rộng nửa dặm và mỗi chữ cái rộng gần 900 feet. Chắc chắn rằng không chỉ có người nông dân này, mà còn hàng trăm triệu người dân Mỹ khác cũng rất yêu mến Donald Trump. Và cách thể hiện tốt nhất chính là trên lá phiếu bầu cử 2024. Hãy thể hiện điều đó bằng lá phiếu vote cho ngài ấy. Thêm một tiết lộ gây sốc của cựu cấp trên của Tim Walz trong vệ binh quốc gia khiến dân Mỹ sụt sôi phẫn nộ. Kính thưa quý vị thân mến, kể từ khi trở thành ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris, Tim Walls đã liên tục bị phơi bày những sự thật trúng động về quá khứ nhơ nhuốc và đầy nhục nhã của mình. Đặc biệt, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đã được phát hiện. Tim Walls từng ăn cắp danh dự khi tuyên bố mình đã tham gia chiến trường Afghanistan. Đây là một lời nói dối trắng trợn chỉ nhằm mục đích kiếm phiếu bầu, một hành động khiến cả nước Mỹ không khỏi phẫn độ. Cựu cấp trên quân sự của Tim Walls đã tiết lộ những thông tin đầy nghi vấn về hành vi của thống đốc bang Minnesota trong lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn với CNN. Trong cuộc trò chuyện, cựu trung sĩ George Julian, người từng là chỉ huy vệ binh quốc gia Minnesota, đã củng cố thêm những chỉ trích khi kể lại rằng Walsh đã rời bỏ đơn vị của mình trước khi nhóm của ông triển khai tới Iraq. Julian kể lại với người dẫn chương trình Laura Coles của CNN rằng Walsh và toàn bộ đơn vị của ông, bao gồm cả sếp, chỉ huy và nhóm chỉ huy, đã có nhiều cuộc họp để thảo luận về việc triển khai quân nhiều tháng trước khi Walsh xin nghỉ hưu. Theo cựu trung sĩ, Walsh đã tham dự mọi cuộc họp này và trước khi triển khai, ông đã đảm bảo với Julian rằng ông sẽ tham gia cùng tiểu đoàn ở Iraq. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2005, Julian phát hiện rằng Walsh đã rời khỏi đơn vị mà không báo trước. Sau khi được một sĩ quan cấp cao hơn phê chuẩn việc nghỉ hưu, một sự vi phạm quy trình nghiêm trọng. Julian chia sẻ thêm, Tim Walsh biết rõ quy trình và thủ tục, nhưng anh ấy đã vượt qua tôi để tìm người ủng hộ và làm mọi thứ trong bí mật. Đây là một quy trình mờ ám, sự nghiệp 24 năm trong lực lượng vệ binh quốc gia của Walsh đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi Phó Tổng thống Harris tuyên bố ông là người đồng hành của bà. Những người chỉ trích đã cáo buộc Walsh từ bỏ đơn vị của mình ngay trước khi nó được triển khai tới Iraq. Trong một tuyên bố gần đây gửi cho Fox News, lực lượng vệ binh quốc gia Minnesota cho biết đơn vị của Walsh không nhận được lệnh triển khai tới Iraq cho đến tháng 7, và ông đã nộp giấy tờ nghỉ hưu từ 5 đến 7 tháng trước khi chính thức nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2005 một số cựu binh khác thuộc về binh quốc gia Minnesota những người từng quen thuộc với thời gian Quan phục vụ cũng khẳng định những chi tiết tương tự trung sĩ chỉ huy Power đã nghỉ hưu nói với Fox News vào thứ năm ông ta đã phá hoại chuỗi chỉ huy và đi vòng qua các quy trình trung sĩ lữ đoàn trưởng không hề biết về việc này đây là những sự thật quan trọng và ông ta đã làm điều đó để tiếp tục củng cố vị trí của mình đây là phần đáng xấu hổ của sự việc khi Julian tiếp tục kể về những hành động bị cáo buộc của Jones, Coles đã ngăn anh ta lại, chỉ ra một số vấn đề về âm thanh và cho biết họ đã hết giờ. Vâng, trung sĩ, tôi muốn nghe những gì anh phải nói. Tôi biết tôi muốn tôn trọng thời gian của anh và giọng nói của anh đang bị ngắt quãng. Nhưng tôi muốn cảm ơn anh vì đã làm rõ rất nhiều điều cho mọi người và cung cấp thêm thông tin. Câu hỏi bây giờ là cử tri sẽ đánh giá nó như thế nào. Sau đó, cô cảm ơn Julian và kết thúc cuộc phỏng vấn. Tỷ phú và giám đốc điều hành Bill Ackman đã chia sẻ đoạn clip vào sáng thứ Bảy và chỉ trích người dẫn chương trình của CNN, tuyên bố Nếu mọi người thắc mắc liệu có sự thiên vị trong truyền thông hay không, bạn nên xem đoạn clip này. Trong bài đăng trên X vào thứ Sáu, Ackman, CEO của Pershing Square Capital Management, cáo buộc Coase đã kết thúc cuộc phỏng vấn với Julian vì ông này tuyên bố Walsh đã từ chối nghi thức nghỉ hưu trước khi tiểu đoàn của họ được triển khai tới Iraq. Khi câu trả lời của người được phỏng vấn không khớp với câu chuyện mà kênh muốn truyền tải, người dẫn chương trình sẽ kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách lấy lý, lý do rằng thời gian của người được phỏng vấn rất quý giá và kết nối bị gián đoạn. Admin viết, đồng thời chia sẻ đoạn clip Coase dường như đã kết thúc cuộc phỏng vấn của Jillian một cách đột ngột. Sau khi cáo buộc Coase bịa ra những lý do để kết thúc cuộc phỏng vấn vì bà nghe thấy những điều bà không thích, Admin thúc giục người xem, hãy xem đến cuối và tự mình đánh giá liệu những lý do này chỉ là cái cớ hay đây là hành động báo chí tốt và sự công bằng trong truyền thông? Khi được hỏi về tuyên bố của Julian, chiến dịch tranh cử của Harris đã dẫn lời Joseph Yutis, một cựu thành viên vệ binh quốc gia từng phục vụ dưới quyền Walls. Theo những gì tôi biết về tình hình, họ đang nói dối. Ông ấy là một người lính giỏi. Tôi không bỏ phiếu cho ông ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng việc mô tả quá trình phục vụ của ông ấy theo cách họ đã làm là công bằng. Tình báo Israel cảnh báo, Iran đang âm mưu một cuộc tấn công quy mô lớn khu vực Trung Đông nguy cơ bùng nổ. Theo những tiết lộ đầy chấn động từ cộng đồng tình báo Israel, Iran có thể đang tiến rất gần đến việc thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có vào Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galen đã trực tiếp cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về những động thái quân sự đáng ngờ của Tehran. Điều này đang làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc xung đột đậm máu sắp sửa nổ ra. Theo thông tin từ trang ISIS ngày 12 tháng 8, các nguồn tin đáng tin cậy cho biết Iran có thể sẽ tấn công Israel trực tiếp để trả thù vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas ngay trên lãnh thổ Iran. Các động thái chuẩn bị quân sự của Iran đã khiến các chuyên gia tình báo Israel tin rằng một cuộc tấn công toàn diện có thể xảy ra trước ngày 15 tháng 8, đúng vào thời điểm Mỹ, Ai Cập và Qatar dự kiến tổ chức cuộc đàm phán hòa bình tại giải Gaza. Mặc dù Israel đã tuyên bố sẽ tham gia đàm phán, nhưng Hamas vào ngày 11 tháng 8 đã bất ngờ từ chối tham gia đẩy khu vực vào tình thế đầy bất ổn. Không dừng lại ở đó, Hezbollah, một đồng minh thân cận của Iran, cũng đang được cho là có thể tấn công Israel trước nhằm trả đũa vụ ám sát một chỉ huy quân sự hàng đầu của họ tại Beirut. Ngay sau đó, Iran sẽ thực hiện một cuộc tấn công tổng lực với quy mô và sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì thế giới từng chứng kiến vào tháng 4 năm nay. Theo những nguồn tin nội bộ, Iran và Hezbollah đang chuẩn bị phóng hàng loạt tên lửa và UAV vào các mục tiêu quân sự trọng yếu ở miền trung israel bộ trưởng quốc phòng israel trong một chuyến thăm gần đây tới các đơn vị lực lượng phòng vệ israel đã thẳng thừng cảnh báo iran và hezbollah đang đe dọa israel theo một cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây họ đang chơi với lửa và chúng tôi sẵn sàng đáp trả nếu điều tồi tệ nhất xảy ra mặc dù có những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc tấn công sắp xảy ra nội bộ iran dường như đang có sự mâu thuẫn sâu sắc trong khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran đẩy mạnh kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn. Tân Tổng thống Iran và các cố vấn của ông đã đang cố gắng kiềm chế, lo ngại rằng leo thang xung đột vào thời điểm này có thể mang lại những hậu quả khôn lường cho Tehran. Cuộc đụng độ này không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giữa hai quốc gia, mà đang có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột toàn diện, lan rộng khắp Trung Đông và gây ra những hậu quả khó lường cho toàn bộ khu vực. Cháy lớn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Nga tố Ukraine tấn công, nguy cơ khủng hoảng hạt nhân cận kề. Ngày 11 tháng 8, cả thế giới đã rúng động khi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin từ tờ Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ cáo buộc lực lượng Nga đứng sau vụ việc, chăm ngồi cho một đám cháy nghiêm trọng tại một trong những lò làm mát của nhà máy. Nhà máy Zaporizhia nằm tại tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine, vốn đã bị Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 và hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Với sáu lò phản ứng tại đây đã bị tạm ngưng hoạt động, nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân vẫn đang khiến cả khu vực châu Âu lo sợ. Dù mức độ phóng xạ hiện vẫn trong ngưỡng bình thường, nhưng căng thẳng đang leo thang từng phút. Tổng thống Zelensky lên tiếng tố cáo Nga đang lợi dụng sự kiểm soát nhà máy để đe dọa Ukraine, châu Âu và cả thế giới. Cùng lúc đó, một quan chức Ukraine tại thị trấn Nikopol đối diện nhà máy qua con sông Dnipro, cho biết vụ cháy khởi phát từ việc đốt một lượng lớn lốp xe hơi tại một lò làm mát, gây ra cột khói đen dày đặc. Các video và hình ảnh hiện trường cho thấy những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một trong những tòa tháp của nhà máy. Theo The Guardian, các chuyên gia nhận định rằng lò làm mát này không được sử dụng cho các lò phản ứng đang trong trạng thái ngưng hoạt động. Đến cuối ngày 11 tháng 8, hãng tin TASS của Nga dẫn lời từ tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom xác nhận đám cháy đã được dập tắt, nhưng một trong các lò làm mát đã bị hư hại nặng nề. Quan chức do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhia, Evgeny Palitsky, cho rằng vụ cháy là kết quả của một cuộc pháo kích từ phía Ukraine, đồng thời cáo buộc Kyiv đã tấn công thành phố Enegoda, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống làm mát của nhà máy. Evgeny Yashina, giám đốc truyền thông của nhà máy, cho biết các máy bay không người lái UAV cảm tử đã được Ukraine sử dụng trong vụ tấn công đây là lần đầu tiên lực lượng này gây thiệt hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng quan trọng của nhà máy các chuyên gia từ cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea đơn vị giám sát của liên hợp quốc đã chứng kiến cảnh tượng khói đen bốc lên từ phía bắc nhà máy sau nhiều tiếng nổ lớn dù iaea xác nhận rằng vụ tấn công bằng uav không gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hạt nhân nhưng mối lo ngại về một thảm họa tiềm tàng vẫn đang đè nặng lên toàn bộ khu vực Vụ cháy tại nhà máy Zaporizhia diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành một chiến dịch tấn công bất ngờ tại tỉnh Kursk của Nga, làm dấy lên những đồn đoán về việc Kiev có thể đang nhắm tới mục tiêu chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, với khoảng cách 50 km từ điểm giao tranh, giới quan sát cho rằng đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với quân đội Ukraine.